dịp lễ tình nhân vào cuối tuần giữa tháng 2 đến mùa 8 tháng 3 năm nay, các độc giả nữ lại có cơ hội nhận được rất nhiều quyển sách hay từ các nhà xuất bản. Trong chuyên mục Thế giới trong trang sách hôm nay, Tuyết Anh sẽ giới thiệu đến quý vị một quyển sách đặc biệt, đó là sách dạy làm bánh theo phong cách mới. Có thể nói là chỉ nhìn vào sách thôi đã muốn bắt tay vào làm bánh ngay rồi. Nhưng trước hết, chúng ta sẽ cùng điểm qua một số quyển sách đáng chú ý của nhà xuất bản trẻ. Đầu tiên là quyển Đối thoại với thạc sĩ Lưu Vong và Giải thoát, ông trùm dân Túy Thái bộc bạch đời mình. Đây là những ghi chép của nhà báo Tom Lett sau những cuộc trò chuyện cùng những nhân vật nổi tiếng trên thế giới, ví dụ như là cựu thủ tướng Thái Lan Thạc Xỉn, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon, cựu thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu, tất cả nằm trong tập sách Những người khổng lồ châu Á. Và còn gì thích hợp hơn việc đọc những lời bộc bạch của ông Thạc Xỉn trong thời gian này để hiểu tại sao ông đã có những chính sách đi ngược lại với xu hướng thế giới, chẳng hạn như là áp dụng phổ thông đầu phiếu hay là áp dụng mô hình kinh tế thẩm thấu ngược, và còn rất nhiều điểm thú vị về nhân vật này được trình bày trong Đối thoại cùng Thạc Xỉn. Thưa quý vị, chuyển sang một lĩnh vực nhẹ nhàng hơn một chút, đó là tản văn, đặc biệt dành cho những ai thường xuyên thấy chán ghét Sài Gòn vì cái vẻ bề bộn, tất bật và có phần hào nhoáng xe xua của nó. Nhà xuất bản trẻ mới đây cũng đã xuất bản một tập tản văn của tác giả Hà Dung, một cô giáo đã dành hết tuổi trẻ gắn bó với Sài Gòn. Tập sách có một tên gọi rất dễ thương mà mới nghe đã cảm mến liền, đó là Sài Gòn mai gọi nhau bằng cưng. Trong đây là những cảm nhận của tác giả về mảnh đất và con người Sài Gòn. Có phần hơi yểu điệu một chút, nhưng như vậy mới thấy là Sài Gòn cũng không quá khô khan và đủ để gợi lên trong lòng người Sài Gòn những cảm giác thật đẹp. Cuối cùng sẽ là món quà mà Tuyết Anh đã hứa dành tặng cho độc giả nữ nhân dịp 8 tháng 3, đó là một xuất bản mới của Linh Trang nằm trong series I Love Cookbook do Nhã Nam phát hành. Đây là quyển sách dạy làm bánh có tựa đề là Nhật ký học làm bánh. Bởi vì nó là một quyển nhật ký cho nên là quý vị sẽ không thấy cái mô típ quen thuộc khô khan của các quyển sách nấu ăn thông thường như là hai quả trứng gà, 3 lít sữa tươi vân vân, mà nó còn là tâm tư của tác giả hồi hộp chờ bánh nở như thế nào, cảm thấy háo hức ra làm sao khi mà phết kem lên bánh, thậm chí thất vọng nữa khi mà thành phẩm làm ra không được như ý muốn. Chính cái cách thể hiện mới lạ này đã khiến cho những quyển sách hướng dẫn làm bánh của Linh Trang rất được ưa thích, đặc biệt là độc giả nữ. Thậm chí các bạn nam cũng rất hay mua để tặng cho bạn gái của mình. Trong những chuyên mục Thế giới trong trang sách lần sau, Tuyết Anh sẽ dành nhiều thời gian hơn để giới thiệu đến quý vị toàn bộ sách trong series I Love Cookbook của Linh Trang. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.